Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng xe Suzuki Ertiga 2019 phiên bản hoàn toàn mới. Nhất thì cái phần đầu xe, cái lưới tản nhiệt, mạ cờ gôm, logo hình chữ S của mạ cờ gôm rất là đẹp nha các bạn. Dàn đèn. Bản này là phiên bản số sàn nên nó khác với phiên bản số tự động mình là thứ nhất là về đèn cản. Đèn cản mình thứ hai thì phần mâm xe vẫn là mâm 15 inch. Hộp kim nhôm cũng không có gì thay đổi so với phiên bản số tự động. Thứ ba nữa thì là gương chiếu hậu thì mình chỉ thiếu cái đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu thôi. Mà mở cửa của mình là các bạn, cái này thì cùng với màu xe luôn, nó không có mạ cờ gôm giống như phiên bản số tự động. Đuôi xe thì dài gọng cao thì nó bằng nhau hết, nói chung với các bạn nó không khác cái gì hết với phiên bản kia, đầy đủ hết. Phiên bản này thì mình thiếu cái cảm biến da nha các bạn. Cái nút cảm biến này phiên bản số động thì nó có cảm biến da, phiên bản số sàn này thì nó không có cái cảm biến da. Bên trong xe thì vẫn là có cái hộc lạnh ở ngoài sau đủ cho cái hành khách ngồi ở cái phía sau, cũng đầy đủ hết. Còn thằng về thằng lái thì mình sẵn mình giới thiệu cho các bạn luôn. Phiên bản này thì phải phiên bản số tự động, giá nó thì nó có 499 triệu. Này là số sàn. Rồi giờ phần hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì gập rất là thông minh nha các bạn. Đây có thể mình gập rất thông minh. Còn ở đây thì mình có thể lên xuống rất là bình thường. Cái hàng ghế sau ngồi rất là rộng. Còn ở đây để mình gập hết lại cho các bạn coi cái hàng ghế sau mình ngồi. Mình cao 1m75 nha các bạn. Rồi rất là thoải mái. Cái hàng ghế sau, đây, không gian rất là rộng, chân mình cũng thoải mái. Rồi đâu. Ngoài ra thì đi đường dài, những chuyến đi dài mình có thể mệt mỏi thì mình có thể nằm được luôn các bạn. Có thể mình để tấm niệm lên cho gia đình mình nằm rất là rộng. Rồi đây là phần lái của Suzuki Ertiga 2019 nha các bạn. Rồi đây mình sẽ nổ máy thử cho các bạn nghe về động cơ. Động cơ rất là im nha các bạn. Rồi thứ nhất là làm phần nổ máy xong, bây giờ là màn hình. Màn hình này thì mình cũng có kết nối Bluetooth, đồ đầy đủ hết. Dàn âm thanh này nói chung cũng hay. USB đồ đầy đủ hết. Còn điều hòa mình thì điều hòa cơ nha các bạn. Nói chung là số tự động thì nó cũng điều hòa cơ thôi. Nhưng mà dàn lạnh của Suzuki cực kỳ tốt. Cái vô lăng mình vô lăng hình chữ D nha các bạn. Đây, chẳng là một túi khí nó bảo vệ cho người lái. Vô lăng hình chữ D. Giờ đặc điện rất là nhẹ. Đây là đồng hồ hiển thị tốc độ của mình. Đây là đồng hồ tua máy, đầy đủ hết. Rồi đồng hồ nhiên liệu. Các bạn đổ xăng vô nó chạy bao nhiêu km nữa nó hết xăng thì nó sẽ báo lên đồng hồ này cho các bạn biết. Cổng 12V, thích hợp cho sạc điện thoại rồi, thích hợp điện thoại, sạc điện thoại cho những chuyến đi dài nha các bạn, rất là tiện nghi nha các bạn. Đây rồi mình sẽ dòng cùng giới thiệu cho các bạn thêm. Xe này thì mình đã trải nghiệm nhiều rồi, kể cả số sàn và số tự động luôn các bạn. Thật sự là cùng hoặc khúc nó cách âm rất là tốt, rất là tiết kiệm xăng. Chạy dịch vụ rất là phù hợp. Giá nó chỉ là 499 triệu à. Các bạn nào muốn trải nghiệm lái thử xe thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0944 141 848. Mình tên Duy, hoặc là Gmail của mình là duyotongocanh@gmail.com. Xin cảm ơn các bạn.